đánh giá iPhone 8 Plus ở năm 2024. Với nhu cầu cơ bản, iPhone 8 Plus vẫn có thể đáp ứng tốt trong thời điểm hiện tại. Những điểm đáng giá trên iPhone 8 Plus trong 2024. Màn hình Retina của iPhone vẫn cho chất lượng rất tốt ở thời điểm hiện tại, đó là một thực tế không thể nào chối cãi được. Thực sự trong tầm giá quanh 5 triệu thời điểm hiện tại có khá nhiều sản phẩm có màn hình AMOLED rất đẹp. Tuy nhiên để có được một màn hình có độ bão hòa màu cũng như có màu chân thực nhất thì đó vẫn là iPhone. Ngoài màn hình ra thì cấu hình cũng là một điểm đáng cân nhắc. Với một con chip đã được ra mắt cách đây 6 năm, Apple A11 Bionic vẫn có thể xử lý mượt mà các tác vụ cơ bản hàng ngày, có thể gánh tốt các tựa game như Liên Quân, Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến, PUBG Mobile. Ở mức đồ họa thấp nhất, một vài game cấu hình cao khác thì máy khá là nóng sau tầm 20 phút. Thực sự iPhone 8 Plus vẫn cho chất lượng chụp ảnh khá tốt ở thời điểm hiện tại chỉ với bộ đôi camera 12 megapixel ở phía sau. Với yêu cầu chụp cơ bản vẫn có thể đáp ứng tốt, về chi tiết thì khỏi phải nói, vẫn rất ok. Màu sắc thì chân thực, tuy nhiên nó không được nịnh mắt như đa số điện thoại Android trong tầm giá hiện tại. Đặc biệt là khả năng quay video, trong tầm giá này thì iPhone 8 Plus vẫn cho chất lượng video tốt nhất. Thực ra khi dùng iPhone không ai là không phải thay pin sau khi sử dụng một thời gian dài. Với nhu cầu sử dụng cơ bản như lướt Facebook, TikTok, check tin nhắn, thì có thể trụ trong vòng một ngày thoải mái, đến tối mới cần phải sạc. Còn nếu chơi game thường xuyên thì sẽ hao pin khá nhanh, một ngày sạc 2 lần là điều bình thường. Điểm phải nâng cấp đầu tiên đó chính là camera. Đối với chụp ảnh thì iPhone 8 Plus thì không có ống kính góc siêu rộng này nên khi cần chụp toàn cảnh thì hầu như với 8 Plus là không làm được. Thứ hai đó là khả năng quay video. Có thể chất lượng quay của iPhone 8 Plus vẫn khá tốt, tuy nhiên cần có nhiều tính năng hơn. Đặc biệt là ở những mẫu cao cấp sau này có thêm chế độ Action Mode và Cinematic Mode, đó là những thứ cần để chất lượng video được tốt hơn, chống rung tốt hơn. Tuy là với con chip Apple A11 Bionic vẫn có thể sử dụng tốt cho các tác vụ cơ bản hàng ngày như lướt Facebook, xem YouTube. Tuy nhiên trong thời điểm hiện tại để có thể đáp ứng những nhu cầu nặng ký hơn như là chỉnh sửa ảnh hoặc là edit video qua các cần một chiếc máy có mức cấu hình cao hơn, có thể xuất video nhanh và dễ dàng. Như các bạn cũng đã biết thì Apple vừa giới thiệu iOS 17 trong sự kiện vừa qua, thông qua đó Apple cũng thông báo rằng iPhone 8, 8 Plus sẽ không được cập nhật lên phiên bản phần mềm mới này. Cấu hình điện thoại iPhone 8 Plus. Màn hình LED backlit IPS LCD 5.5 Retina HD. Hệ điều hành iOS 13. Camera sau, hai camera 12 megapixel. Camera trước 7 megapixel. Chip Apple A11 Bionic. RAM 3GB. Dung lượng lưu trữ 64GB trên 256GB. SIM 4 nano SIM hỗ trợ 4G. Pin sạc 2691mAh. iPhone 8 Plus là một sự lựa chọn hợp lý, giúp cho các bạn tiết kiệm được thời gian cũng như là có được một mức giá ưu đãi nhất. Các bạn tham khảo tại Ngọc Nguyễn Store với các ưu đãi đi kèm nhé. Audio Jungle.